Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu cho tất cả anh em tham gia một dự án là Oreo Swap Fluency nhận token OXF. Để tham gia giá hôm nay, quản lý phần link mô tả dưới video, mở link Telegram, các bấm nút start là bạn. Sau khi bấm nút start xong, các bạn bấm join này drop. Join này drop xong thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group, follow kênh seller, follow Twitter, subscribe kênh YouTube. Nhiệm vụ này các bạn tự làm các bạn. Rồi bạn bấm nhận nút submit tên. Bạn bấm don. Tiếp tục bằng gỡ lên đường link profile Twitter của mình nha các bạn. Thì trên Twitter thì các bạn chỉ việc cấp vào trang cá nhân, các bạn vào ba gạch bên cùng, các bạn chia sẻ, các bạn sao chép đường link profile các bạn. Bạn nào không biết lấy đường link profile Twitter, mình có để một cái video hướng dẫn các bạn lấy link đường link Twitter dưới phần link mô tả video các bạn. Phải không? Không biết có sai đúng không? Các bạn chào chút xíu không ạ? Rồi bạn gửi cho bot nha. Rồi tiếp tục thì bạn gửi đường link subscribe kênh YouTube của tất cả các bạn. Thì mình cũng có để một cái video cùng lấy tất cả các đường link username các trang mạng xã hội cho các bạn. Các bạn việc làm theo cái video hướng dẫn lấy tất cả các trang mạng xã hội thì các bạn làm được các bạn. Rồi các bạn copy vào nè. Vì mình đã lấy URL trên YouTube trên máy tính các bạn nên không có hướng dẫn các bạn lấy trên điện thoại được. Rồi bấm back vào đây. Vì mình đã chỉnh sửa URL các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn gỡ gì? Địa chỉ BNB Smart Chain Chocolate. Các bạn mà địa chỉ Chocolate cái này chạy trên tảng BNB Smart Chain Bet20 nha các bạn. 200 này đang con này đang mắc eo hay sao, mỗi giá trị hiện tại của nó là 0.1, 200 là còn 20 đô. Rồi bạn sẽ chép các bạn. Mình thì nhiệm vụ của mình chỉ biết tìm những nguồn airdrop uy tín cho các bạn, còn airdrop nó về không về là mình cũng không có đoán được các bạn. Rồi các bạn gỡ các bạn. Rồi bạn bấm don. Tiếp tục coi có tờ quyết xong. Rồi bạn muốn chết nha bạn. Tiếp tục bạn lấy link ghép mình chia sẻ cho bạn bè và người thân để cái tin tức cần nữa các bạn. Vậy video mình ở đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo của mình nhé.